Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái tiêu đề tự động lặp lại mỗi khi sang trang mới khi in trong phần mềm Office Excel. Trước tiên thì các bạn có thể mở một cái file Excel lên, ví dụ như file danh sách lớp cao cấp này. Tại giao diện bình thường của một trang tính Excel như thế này thì các bạn nhấn chuột vào thẻ Page Layout, tức là định dạng trang. Đây là các thanh công cụ trong cái thẻ này. Các bạn đưa chuột xuống cái ô vuông có mũi tên quay xuống nằm ở phía dưới bên phải của thẻ này. Rồi kích chuột trái vào đó. Một bảng hiện ra như thế này thì các bạn chọn Set. Tiếp theo các bạn tích chuột vào cái mũi tên của dòng Round to Repeat Top, tức là lặp lại một dòng hoặc là nhiều dòng khi nó bước sang các trang tiếp theo. Nó hiện ra một bảng như thế này. Thì bây giờ chúng ta muốn chọn cái dòng nào hoặc là một số dòng nào mà cần lặp lại khi sang trang mới thì các bạn sẽ click chuột vào cái phía bên ngoài này, phía trước của cái cột A nhé. Như chọn dòng 9 thì các bạn tích chuột dòng 9. Chọn dòng 10 các bạn tích dòng 10. Chọn 11 thì dòng 11. Hoặc là chọn dòng số 4 thì chuột vào dòng 4. Nhưng ở đây mình muốn là cái tiêu đề nó nằm ở cái dòng 9, 10, 11 này cũng được chọn. Như vậy thì mình sẽ tích chuột vào dòng 9 trước này. Sau đó thì giữ chuột trái kéo xuống dòng 10, dòng 11. Như vậy là ba dòng 9, 10, 11 đã được chọn. Sau đó các bạn tích chuột trái vào chữ X để đóng lại cái bảng. Đấy. Thì trong cái bảng hiện ra này đã chọn cái dòng mà chúng ta cần lặp lại khi xuất hiện trang mới là từ dòng 9 sang 11 rồi. Thì các bạn nhấn OK. Như vậy là xong rồi. Nhưng nếu mà các bạn kiểm tra thì còn kéo xuống sẽ không thấy đâu. Đấy. Ba trang như chúng ta chỉ thấy nó ở mỗi cái trang đầu tiên này thôi. Nên như mình đã nói ngay từ đầu thì cái này là nó chỉ hiện khi mà chúng ta in ra thôi. Đấy, nên để xem được thì các bạn cần vào file này, vào print tức là in này. Đấy, thì đây là cái giao diện xem trước khi in. Với Office 2019 thì nó sẽ không cho chúng ta xem luôn đâu, mà chúng ta cần phải nhấn vào chữ show print preview tức là xem trước khi in. Nó sẽ hiện ra cái trang của chúng ta. Các bạn thấy này, cái file chúng ta có 9 trang. Trang thứ nhất gồm cái tiêu đề này. Và đây, cái tiêu đề dòng 9, 10, 11 của chúng ta đây này. Gồm số thứ tự, mã học viên, họ và tên này. Và các thứ tự từ 1 đến 12 là danh sách học viên. Ta có thể bấm vào cái mũi tên này để xem trang thứ hai. Đó thì các bạn thấy này, cái tiêu đề thứ tự mã học viên họ và tên này được tự động lặp lại sau khi nó bước sang trang 2. Và tiếp theo là danh sách của các học viên từ số 13 cho đến 28. Tương tự như vậy, ta xem sang trang 3 xem này, thì cái tiêu đề này lại tự động được lặp lại khi bước sang trang 3 cho đến khi hết trang 3. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ của chúng ta rồi. Các bạn tích chuột vào cái mũi tên này để quay lại cái trang chính. Nếu các bạn muốn lưu lại thì nhấn vào biểu tượng lưu ngay trên giao diện này, hoặc là nhấn vào file, chọn save, lưu. Sau đó các bạn đóng lại file Excel. Đã xong. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.